Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Hôm nay mình có một hướng dẫn cho các bạn, đó là sửa chữa một cái máy bắn bu lông nha các bạn. Và trước khi chúng ta đến với video của mình trong ngày hôm nay thì tôi xin chúc tất cả các bạn cũng như mọi người chúng ta đang quan tâm về đó là nghề cơ khí về xe máy thôi nha. Mình chỉ làm xe máy thôi các bạn. Đó là mình biết đến là dụng cụ, đó là cái máy bắn bu lông. Thì bắn nó đã yếu các bạn nha. Bây giờ ngay sau đây mình không nói nhiều nha, mình sẽ đi vào vấn đề đó. Cái máy hàng là hàng tốc các bạn. Đây, đây bắn nó rất yếu các bạn nha. Bắn ốc nặng nó không được. Vâng, đầu tiên các bạn nè, chúng ta hãy đi vào cụ thể luôn nha. Mình không nói về dòng, thật sự mà nói này nói về dòng mệt lắm. Đầu tiên mình kiểm tra cái đường hơi. Được rồi, cái này thì nói chung mình tháo ra nha, cái này là xả hơi ra nhiều hết đấy. Đây này các bạn, mình cái này mình xoay xoay gọi là ngược, gọi là đa chiều nha các bạn, xoay bên nào cũng tra được. Đầu tiên mình tháo cái này đi, kiểm tra đường hơi. Đó. Và lưu ý ở đây chỗ này là có một cái viên bi nha. Viên bi này để có cò nó khóa hơi lại đây, cò đây các bạn. Đây. Đây này. Và sau đó mình tháo cái này đi đây các bạn. Tiếp giác các bạn. Mình hai tóc nữa, mình tóc mình dùng tiếp. Này mình tháo đây ra, mình tháo cho các bạn này. Dễ biết bao nhiêu nha. Đây, đây. Đây. Đây, chúng ta tháo hết cái này, bên trong nó vậy đó, được vậy. Đó, bên trong cái này là trục. Đây, trục USB các bạn. Rồi chúng ta tiến hành lắp vào thôi các bạn ạ. Lắp sao đúng tâm đó các bạn. Hôm nay là lực mà hay lấy đa cái gió các bạn ạ. Dọn vệ sinh lại nha. Để sau ta dán keo vào đây. Để hắn lắp vào thôi các bạn. Nó vô mình xoay cái này đúng tâm đó. Bạn nghe thấy không? Nghe thấy cái tiếng súng là biết nè. Bên này nó có cái số các bạn nè. Đây. Dưới đây đấy này chúng ta chú ý đây nè. Cái này lỗ là chân số. Số 1 thì mình nhấn vô xuống. Không nó mạnh quá. Ví dụ nó nhỏ lại. Dạ.
Ốc lớn thì các bạn đưa cho số 3. Mình đưa hết ở số 4 luôn nha các bạn. Thử coi. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta đi thử bắn con ốc. Hôm nay bắn ốc con 10 không ra luôn các bạn này. À, chạy rất là yếu. Sau khi khắc phục và chữa được bị nghẹt cái đường hơi, giờ tôi sẽ bắn cho các bạn nhìn thấy. Đây là ốc 14, 27, 19 gì đó ha. Rồi mình đưa về tần suất bình thường thôi nha các bạn. Đó, tiết kiệm thôi. Được con số 2 thôi. Các bạn lưu ý cho mình, các bạn lưu ý cho mình cái này nha. Cái này là mình lắp từ hơi qua nè. Sau đó mình có một cục này nè các bạn. À, các bạn nhìn thấy rồi không? Đây. Cục này là mình lắp vô. Khi mà có khi nét là con thường là có nước nha các bạn nha. Thì ở đây thì nước nó vào đây hơi này giữ là giữ nước lại, giờ nó ra hơi không á. Muốn cái máy mình máy bắt bu lông mình êm á, bền mình còn có cái này. Cục này mình đừng để ngoài nha, phí lắm. Tại vì mua cái này là hay là kèm theo hết, có hàng có năm cái này có hết. Thường thường người ta không có lắp cái này, nhưng mình làm cái này là nó an toàn. An toàn cho máy mình sử dụng bền và lâu dài hơn các bạn nha. Rồi. Giờ mình tiến hành lắp vô. À, lắp vào đây. Rồi sau đó mình lắp vào đây. Lắp vô cái máy này nè các bạn đây. Giờ mình đi lấy cái cao su non. Mình cuộn đây lại. À, băng cao su non lại nha các bạn. Đây này giữ hơi không phải kín. Rồi ok, lắp vào đây nha các bạn. Hãy lắp cái súng này. Thử rất là mạnh, nghe máy chạy là cái cánh mà cái ốc này nó không sợ nữa các bạn ơi. Đây, đó. Quay cường cho các bạn nhìn thấy luôn. Đây là ốc số 4. Bắt thử các bạn nhìn thấy nha. Đây các bạn thông cảm nha, mà làm xe mặt đường ồn ào lắm. Thì nói các bạn không nghe. Đôi khi thì nó nói không nghe, không nghe được nhưng nó không rõ. Bắt nha. Ok chưa? Rất khỏe. Lúc nãy cầm tay nó không chạy được, bên này cầm tay cầm không dám cầm luôn này, không dám cầm mạnh đâu, bể chứ cưới xương đó. Cái ốc này nha các bạn, đây bạn nhìn thử. Đấy, ra liền. Đấy, siết lại các bạn muốn siết nhẹ tay nhá, cái máy này nha. Không là nó bức bơ lòng luôn.
Rồi, trở lại. Đầu tiên nó mồi đã, mồi ốc vào nha, trước khi mà bắn. Không là ốc chưa vào và đừng có bắn nha. Bắn vô là hư xe người ta. Đó, các bạn trước khi muốn lắp mình môi ốc vào an toàn rồi mới bắt nha. Rồi cho ốc vào lại. Rồi, ok. Đó, sau khi trải nghiệm kiểm tra một cái máy này, cái máy hàng top nha các bạn, đây top top nha các bạn, đây top trên này, thương hiệu này thương hiệu top này thương hiệu của Mỹ nha các bạn, đây đây thương hiệu top của Mỹ nha các bạn. À, sau khi kiểm tra và sửa chữa khắc phục vấn đề bị nghẹt mà cái hơi không phải hơi yếu mà vấn đề lên nghẹt cái đường đường ống nhiệt hơi nha các bạn, bây giờ mình đã khắc phục được cái máy này rồi, bây giờ bắn rất là khỏe. Mà các bạn chưa bắn mà nghe tôi bắn thử qua thôi, các bạn cũng biết được cái máy này là rất là khỏe. Đây, các bạn nghe tôi bắn thôi nha. Rất là mạnh. Vâng, ok, tại giờ máy mình đã khắc phục được rồi. Rồi, các bạn cảm thấy video clip mình hay nhớ ủng hộ và bấm chữ đăng ký kênh cho mình nha. Vâng, chúc tất cả các bạn luôn luôn cảm thấy kết quả thật tích nhiều nhất trong cuộc sống. Đặc biệt là các bạn chúng ta luôn luôn có một sức khỏe thật tốt nha. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip mình rất nhiều.